Hồ Ngọc Hà khẳng định đẳng cấp tại chuỗi sự kiện Gucci. Sau lần xuất hiện ấn tượng tại show diễn Gucci Thu Đông 2024, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý đã tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn tại buổi tiệc after party. Lần đầu tiên gặp gỡ đại sứ thương hiệu Gucci Hani, thành viên nhóm nhạc New Jeans, Hồ Ngọc Hà đã có màn giao lưu thân mật và vui vẻ với cô gái trẻ tài năng này. Cả hai cùng trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện. Đặc biệt hơn, Hồ Ngọc Hà còn có dịp trò chuyện thân thiết với giám đốc sáng tạo mới của Gucci, Salvatore Sano. Đây là lần đầu tiên hai nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng thời trang gặp gỡ và giao lưu, hứa hẹn mang đến những dự án hợp tác đầy tiềm năng trong tương lai.